Chào quý anh chị nhá. Chào mừng anh chị đến với em Trường Ben Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội. Và hôm nay em Trường sẽ mang đến một chiếc xe to cao đến từ thương hiệu của Nhật Bản để gửi tới quý anh chị tham khảo. Đây là một chiếc Rangcover V8 anh chị nhá. Với chiếc này của em Trường là có năm sản xuất 2016 nhưng mang model của 2017. Ngoại thất màu đen, nội thất màu đen anh chị nhá. Một chiếc xe chỉ chạy 10 vạn km cực kỳ là mới luôn. Sơn zin còn đến 90% và lốp theo lốp thì đã được chủ cũ lên một dàn lốp mới cứng rồi anh chị nhá. Và mọi chi tiết của chiếc xe thì còn cực kỳ là mới luôn anh chị nhá. Nếu như anh chị đang tham khảo và tìm mua những dòng Rangcover V8 này thì đây là một chiếc xe để của anh chị có thể tham khảo và cân đối anh chị nhá. Xe thì em đang bán là hơn 3 tỷ một chút. Anh chị quan tâm thì alo trực tiếp cho em để có cái mức giá ưu đãi nhất anh chị nhá. Mời anh chị cùng em Trường kiểm chứng cái chiếc xe trong cái thời điểm hiện tại anh chị nhá. Mọi chi tiết của chiếc xe cam kết với anh chị là nguyên zin, không va chạm, không ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi cái là nguyên bản đó, từ cụm pha đèn hay là từ những mặt ca lăng hay là rất là nhiều những chi tiết của chiếc xe thì còn không khác gì một chiếc xe mới anh chị nha. Thật sự rất là mới luôn ạ. Với 2016 như xe chạy 10 vạn cây, cực kỳ là mới luôn. Mọi chi tiết của chiếc xe còn rất mới và ngoại thất về nước sơn thì còn rất là đều xe anh chị nha. Lốp thì được một dàn lốp mới cứng rồi. La răng thì cũng còn rất là đẹp anh chị nha, cũng chưa bị chầy. Đó. Mọi chi tiết của chiếc xe đây. Với xe này thì lên được một màn hình và cam 360 rồi anh chị nhá. Màn hình Android rồi. Rất là đầy đủ. Và từ keo chỉ đây, mọi cái là nguyên zin anh chị nha. Đó, từ táp ly cửa vẫn còn là nguyên, theo xe về rất là mềm mại đây. Bộ ghế da thì cực kỳ là đẹp, cực kỳ là căng đây anh chị. Hay là táp ly táp lô, mọi cái là nguyên zin. Đó, và cho những mọi chi tiết của phím điều khiển trung tâm của chiếc xe thì còn cực kỳ là mới luôn anh chị nha. Cho đến vô lăng, đấm số, mọi cái còn quá là mới luôn. Chân của chiếc xe thì còn cực kỳ mới. Chủ xe thì quá là giữ xe luôn anh chị nha. Đó, với cái bản VX này thì nó rất là hiện đại và thông minh anh chị nha. Đó, thương hiệu đến từ Nhật Bản đây. Với chiếc xe này của em Trường là nhập Nhật nguyên chiếc anh chị nhá. Đó, nhập nguyên chiếc đó. Hàng ghế thứ hai đây, rất là mới luôn. Trần cực mới anh chị nhá, trần cực mới luôn. Đó, không bị bẩn mà không bị bông tơi anh chị nhá. Lốp sâu, lốp mới cứng này. Hay là những chi tiết của phía sau của chiếc xe đây. Chưa bả, chưa tốt một chút nào anh chị nhá. Mọi cái là chưa bả một chút nào. Chưa bả, và cho đến từ phần nhựa cũng là chưa bả luôn anh chị nhá. Ó, cụm pha đèn cực kỳ là mới anh chị nha. Rangcover V8 bản VX anh chị nha. Đó, cho đến từ phần cốp sau của chiếc xe đây. Đó, mọi cái là còn nguyên bản luôn anh chị nha. Keo chỉ không mất một phân. Còn ốc cabo sau là cũng chưa mở ra một lần nào anh chị nha. Đó, mọi cái trần phào còn cực kỳ là mới luôn anh chị nha. Đó, hàng ghế thứ ba thì cũng gần như là cũng chưa có người ngồi anh chị nhá. Đó, mọi chi tiết của chiếc xe đây cực kỳ là mới anh chị nhá. To cao, thông minh, hiện đại. Thật sự là chiếc xe này đúng là xe của chủ tịch anh chị nhá. Và cho đến từ phần gầm xe đây cực mới anh chị nhá. Lốp sơ cua thì cũng đã hạ và chạy một hai lần thôi. Lốp sơ cua là theo xe anh chị nhá. Đó, lốp sơ cua theo xe chứ chưa thay. Mọi cái còn cực kỳ là mới luôn anh chị nhá. Đây, nội thất em đi rất là chi tiết để anh chị có thể cảm nhận và đánh giá đây. Từ keo chỉ, kính, mọi cái là nguyên zin và nội thất thì cực kỳ mới luôn. Với cái option của chiếc xe này thì có lẽ là em cũng không cần phải giới thiệu nhiều, với cái chiếc xe còn cực kỳ là xuất sắc luôn anh chị nhá. Và rất là thông minh, hiện đại với ba hàng nhựa, ba vị trí nhớ ghế này. Đó, vô lăng đấm số và rất là nhiều những option. 10 vạn km đây anh chị nhá. Cũng lên được cả rất là nhiều đồ như là cảnh báo áp suất lốp này, cam 360, màn hình Android. Và mời anh chị đi vào khoang máy để có thể trải nghiệm chiếc xe này cụ thể anh chị nhá.
Nếu như anh chị quan tâm thì mời anh chị qua trực tiếp bên em hoặc liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0925409999, em sẽ hỗ trợ hơn chi tiết hơn về chiếc xe anh chị nhá. Đó, mọi cái nguyên zin này, chưa bả, chưa tuốt tát một chút nào anh chị nhá. Đó, còn cực kỳ là mới luôn. Với cái bộ máy của chiếc xe này, động cơ V8 thì nó rất là khỏe khoắn anh chị nhá. Và với cái chiếc xe này thì máy còn cực kỳ là mới luôn anh chị nhá. Và mọi cái là nguyên zin. Đó. Bên em cam kết bằng văn bản giấy tờ về chất lượng của chiếc xe này là không va chạm, không ngập nước, máy móc keo chỉ mọi cái sẽ là nguyên zin theo nhà sản xuất anh chị nhá. Đó. Nếu như anh chị quan tâm thì alo cho em để có những thông tin chi tiết hơn và cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị tại Auto 62 anh chị nhá.